bộ phim lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật của Marcos Rodriguez Batoza tại Córdoba, Tây Ban Nha vào những năm 1950. Dãy núi Sierra Morena, Tây Ban Nha, năm 1946. Anh dì, dì ơi, tha cho con đi. Marcos, mày ngồi yên đây sám hối về lỗi làm ngu ngốc của mình đi nha. Bảo đi chăn đàn bò mà cũng để bò đi mất cả đàn hả? Nhà tao đâu phải thừa cơm để nuôi không mày hết đời hả? Dì ơi, trong rừng này tối lắm, con sợ lắm, dì đừng bỏ con ở lại mà. Thật xui xẻo cho tao khi đã đi lấy người đàn ông nghèo khổ xấu số ấy và trở thành mẹ kế của mày. Nuôi mày đến năm 7 tuổi là quá đủ rồi. Đừng quay về làm cái nợ đời của tao nữa. Dì ơi, con xin dì, dì cho con về nhà đi. Con không biết đường về nhà. Con đói lắm dì ơi. Gai rừng đâm vào mình đau quá. Trong rừng tối thế này, mình biết đi đâu bây giờ? Đói quá, sao không tìm thấy đường về nhà? Lạnh quá, hình như là sương đêm. Chui vào cửa hang này cho ấm hơn tí được không ta? Hả? Đám cục bông biết thỏ kia là con gì thế? Ôi, tấm nệm bông này thật ấm áp, mượt mà làm sao? Bóng đen khổng lồ kia là cái gì thế? Đừng, sói mẹ đừng giết con. Con không làm hại gì con của bà đâu. Tha cho con. Con chỉ vào đây tìm chỗ trú thôi ạ. Tụi con đã nằm ngủ rất ngon như những người bạn. Làm ơn, sói mẹ, cậu xin bà đừng ăn thịt con. Hả? Bà muốn con ăn cái này ư? Cảm ơn bà, sói mẹ. À, thích quá, gió mát rượi. Này thật là tốt biết mấy. Hóa ra ở với sói lại vui và ấm áp như vậy, hơn gấp vạn lần ở với mẹ kế. 12 năm sau. Nè, tôi vừa nghe có tiếng động quanh đây. Anh hãy tuần tra cẩn thận, rừng có thú dữ đó. Đằng kia là ai? Là con người sao? Ai đó? Người không ra người, mà sói cũng chẳng phải. Lạ ha. Đứng lại cậu kia, đứng lại ngay, nếu không chúng tôi sẽ bắn. Người rừng Marcos đã trở về. Tin chấn động, sau 12 năm cậu bé vẫn sống sót giữa bầy sói. Câu chuyện khó tin nhưng có thật về cậu bé rừng xanh ngoài đời. Bản tin nóng ngày hôm nay, vào chiều tối ngày hôm qua, khi hai viên cảnh sát đi tuần tra khu vực Morena đã phát hiện ra một cậu thiếu niên, tạm xác nhận là 19 tuổi, sinh sống trong rừng cùng bầy sói. Tuy rất nhiều năm chỉ giao tiếp với loài vật, cậu thanh niên vẫn phát âm được tên của mình và còn nhớ được ít vốn từ của con người. Trại mồ côi, thị trấn Galicia. Đừng cắt. Nào cậu bé, ngồi đây để ta cắt tóc đi. Đừng có ngọ nguậy như con khỉ thế. Ghê thật, tóc tai xòm xòm quá. Đừng cắt vào cổ tôi. Cái giường này lạnh quá. Ước gì được nằm ngủ với mẹ sói.
Nè thằng người rừng kia, còn không mau mang bát lại đây, thích nhịn đói hả? Phải ngồi ăn trên bàn chứ, không ai dạy mày điều cơ bản như vậy à? À! Trời đất ơi, nhìn nó kìa, mắc cười quá. Ăn súp nóng mà lại cầm tay bóc làm sao? Phải cầm thìa súp chứ. Cầm thìa đi, hiểu chưa? Cháu không biết. Đúng là sói chứ không phải người, liều liều thằng người sói. Ê chú mày, ban đêm hình như nó còn tru lên như người sói cơ đó. Làm tao không thể ngủ nổi luôn. Thằng người sói này có vẻ dễ bị lừa đó. Khi nãy tôi nói gì nó cũng tin. Để thử trêu nó xem sao. Marcos, anh bạn người sói, hôm nay là ngày chúng tôi được nghỉ. Anh phải phát hết đống gỗ đằng kia lên công trường nha. Marcos, sao cậu lại làm đến giờ này? Những người kia đâu? Họ nói tôi phải bê hết đống gỗ này lên công trường. Còn nhiều quá chưa phát hết được. Họ lừa cậu rồi Marcos. Họ thấy cậu mới đến làm việc, không biết gì, nên bắt nạt đó. Làm gì có chuyện ngày trong tuần lại được nghỉ ngơi thoải mái thế chứ. Tôi có làm gì hại đến họ đâu. Tôi không muốn ở đây nữa. Marcos, Marcos, cậu đi đâu đó? Người sói, phát hết gỗ chưa mà đã ra đây? Ngày mai vẫn là ngày nghỉ của chúng tôi nha. Đúng là thằng ngốc rừng rú. Con người thật tàn nhẫn máu lạnh. Mình phải quay lại với mẹ sói, về phía rừng núi và nơi thuộc về mình thôi. Mẹ sói, là con đây, là con trai của mẹ đây. Mẹ không nhận ra con sao? Mẹ sói, là con thật mà. Con không muốn rời xa mẹ nữa, là họ đã ép con trở về. Nhưng nơi đây mới thực sự là nhà của con. Nơi đây con mới nhận được tình thương của mẹ. Mẹ không nhận con nữa sao? Mẹ sói, mẹ tránh xa con vì con có mùi con người. Con biết đi đâu về đâu bây giờ? Mình không còn nơi nào để đi hết. Mình không có nhà để về. Ngay cả mẹ sói cũng không xem mình là con nữa rồi. Mình... Marcos, Marcos, ăn đi Marcos, ăn cho ấm bụng. Tôi căm ghét thế giới loài người. Tôi vốn dĩ không thuộc về nơi này. Thà rằng tôi cứ ở lại với mẹ sói, có khi còn tốt hơn. Đừng bi quan thế. Bản chất cậu vẫn là cơ thể của loài người. Vì cậu sống quá lâu với sói nên dần bị thuần hóa. Loài người thì cũng có người tốt người xấu. Quá ít thời gian để cậu gặp đúng người thôi. Savi, chỉ có cậu là tốt với tôi nhất. Khỏi các nhà môi trường muốn thực hiện dự án bảo vệ môi trường sống và thiên nhiên hoang dã trong trường học, tôi sẽ giới thiệu cậu đến nói chuyện với lũ trẻ. Hãy đến nơi thực sự cần mình, Marcos. Nhờ có các nhà môi trường học, cậu bé rừng xanh của đời thật, Marcos, đã trở thành nguồn cảm hứng cho tình yêu động vật và thiên nhiên hoang dã. Báo chí và truyền thông cũng thực hiện rất nhiều bộ phim tài liệu về ông. Đó là điều duy nhất khiến ông có động lực ở lại với thế giới con người. Đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật về Marcos Rodriguez Pantoja, xảy ra vào những năm 1950 tại Tây Ban Nha. Lời thú tội. Mọi người mau dẹp ra cả đi, để cảnh sát và các bác sĩ làm việc. Có vẻ như là vợ ông Sam ở cửa hàng tạp hóa xảy ra chuyện rồi. Ôi trời ơi, tôi nghe thấy có tiếng súng. Tình hình bà ấy chắc đang nguy kịch lắm rồi á, không biết sống chết làm sao nữa. Làm ơn, hãy cho tôi đi cùng xe cứu thương. Vợ tôi, bà ấy, làm ơn đi. Hiện bà nhà đã được các bác sĩ đưa đi.
ông là người duy nhất có mặt ở hiện trường, xin hãy hợp tác cùng chúng tôi đi. Ngay sau đó tôi có thể đến bệnh viện chứ? Tất nhiên rồi, tôi biết ông đang rất rối loạn, nhưng hãy bình tĩnh tường trình lại tất cả những gì mà ông được chứng kiến đi. Sáng nay khi cửa hàng vừa mở cửa thì đột nhiên một tên cướp cầm súng xông vào bắt tôi đưa toàn bộ tiền bạc cho hắn. Lúc đó vợ tôi vừa từ bên ngoài đi về, tên cướp chỉ súng bắn ngay bà ấy rồi bỏ chạy. Ông có nhớ được hình dáng và cách ăn mặc của tên cướp không? Tên cướp khoảng 40 tuổi, người cao gầy, đôi mắt trái có một vết sẹo nhỏ kéo dài đến tận tai, trên trán có một nốt ruồi, tóc đen bóng, mũi rất to. Nếu gặp lại nó ở bất kỳ đâu, tôi cũng nhận ra ngay. Ông còn nhớ tên cướp mặc quần áo gì không? Nó mặc quần màu nước chè, áo da cũng màu nước chè luôn. Phải rồi, trên mu bàn tay cầm súng của nó còn xăm một con rắn quấn quanh trái tim. Được rồi, cảm ơn ông đã hợp tác. Giờ ông có thể đến bệnh viện rồi. Mô tả của ông rất tỉ mỉ, nên chúng tôi sẽ vẽ lại chân dung tên cướp để phát lệnh truy nã. Tôi và nhà ông Sam là hàng xóm với nhau đã nhiều năm. Nói thật lòng, tôi không ưa vợ của ông ấy. Bà ấy là người đáo để, có tiếng ở khu này. Ông Sam lại là người thật thà, tốt bụng, nên thường bị bà vợ bắt nạt, ức hiếp. Đôi khi bà ấy còn đánh cả ông lão nữa. Thế còn họ không ra cản sao? Có đứa con nào đâu mà cản. Không, mấy năm trước nhận nuôi một bé gái. Mới đầu vợ ông Sam rất yêu đứa con nuôi, nhưng sau đó phát hiện nó có vấn đề thiểu năng trí tuệ bẩm sinh. Mà ông Sam lại là người dắt con bé về, rồi bà vợ sinh nghi, rồi bắt đầu đối xử tệ bạc với nó. Bà ấy đánh đứa trẻ rất tàn nhẫn rồi nha. Hai vợ chồng từ đó cũng thường xuyên cãi nhau luôn. Được rồi, rất cảm ơn sự hợp tác của chị. Sự việc này thực sự có ẩn tình đây. Thưa anh, bức vẽ chân dung tên cướp theo mô tả chi tiết của ông lão đã được hoàn thành rồi. Đã có tin tức gì từ phía bệnh viện chưa? Người phụ nữ đó sao rồi? Dạ thưa anh, mạng sống đã được cứu, nhưng bà ấy vẫn còn hôn mê sâu. Mà dù tình hình có thế nào, tên cướp đó vẫn là kẻ mưu sát. Chúng ta sẽ phát lệnh truy nã ngay bây giờ chứ ạ? Không, trước hết hãy triệu tập chồng của nạn nhân, ông Sam Smith, đến đồn dưới diện tình nghi đi. Dạ thưa anh. Ôi trời ơi, ông ấy là người hiền lành như cục đất vậy, sao có thể là nghi phạm hãm hại vợ mình được chứ? Tôi không hiểu sao các anh lại bắt tôi dưới diện tình nghi. Các anh nghi ngờ tôi đã hãm hại vợ mình ư? Thật sự thì tôi cũng không nghi ngờ gì ông, nhưng do ông miêu tả tình cướp quá tỉ mỉ, chi tiết, điều này không đúng với lẽ thường. Bởi vì nói chung người ở trong tình cảnh lúc đó đều rất sợ hãi, không thể tập trung tư tưởng để ghi nhớ. Bây giờ mời ông theo tôi đến phòng hỏi cung. Vết sẹo của tên cướp nằm ở đuôi mắt nào? Bên trái. Hình xăm ở tay nào? Tay cầm súng. Mình tưởng trong lúc hỏi dồn dập sẽ khiến ông ta trả lời trước sau bất nhất so với lời khai hôm trước, nhưng ông ấy nói như cháo chảy vậy, không sai một chữ. Chuyện này... Đấy, tôi đã nói mà, nhất định là cảnh sát đã nghi ngờ nhầm lẫn. Ông lão hiền lành như vậy sao có thể... Xin thứ lỗi, đúng là tôi đã nhầm khi tình nghi ông. Tối hôm qua chúng tôi đã bắt được hung thủ giết vợ ông rồi. Hả? Thật sao? Các ông đã bắt được hung thủ đã giết vợ tôi ư? Đúng như vậy, tuy rằng hung thủ vẫn chưa nhận tội, nhưng chúng tôi khẳng định chính là hắn. Xin mời ông đến đồn giúp chúng tôi nhận diện hắn. Người đó nói mình là công nhân kiến trúc, gà trống nuôi 5 con, do vợ anh ta vừa mất. Đứa lớn nhất 13 tuổi, đứa nhỏ nhất mới 1 tuổi. Ông nhìn kỹ chưa? Hắn có phải là tên cướp đã giết vợ ông không? Không, không phải anh ta. Đúng là rất giống với tên cướp đã giết vợ tôi, nhưng hình như không phải anh ta. Hàng xóm của ông đều nói ông là người hiền lành, tốt bụng, nhưng sự việc này không thể mềm lòng. Hình dáng của anh ta đúng như ông đã miêu tả, nhất là trên mu bàn tay có hình xăm con rắn quấn quanh trái tim.
trên đời này không có sự trùng hợp khéo như thế đâu. Ông đừng nên thương hại vì anh ta có 5 đứa con. Kẻ hung ác dù thế nào cũng phải đền tội. Chỉ cần ông nhận đúng anh ta là hung thủ, chúng tôi sẽ dùng biện pháp mạnh bắt anh ta phải khai ra sự thật và đưa anh ta lên ghế điện. Không, ông đồng trưởng, anh ta không có tội. Là tôi, chính tôi đã hại vợ tôi, chính tôi đã dựng ra vụ cướp. Nghi phạm xin chào cảnh sát. Chắc ông lão nghĩ rằng việc bịa ra hình dáng tên cướp như vậy thì cảnh sát sẽ không bao giờ tìm được thủ phạm. Nhưng không ngờ lại gặp phải người cao tay như cảnh sát trưởng, sắp đặt hẳn một nghi phạm luôn. Ông ấy đã nhận hết tội rồi, vì không thể để cho đứa con nuôi bị bà vợ độc ác hành hạ, nên ông đã dựng ra vụ cướp để khống chế bà ta. Dù việc nổ súng không nằm trong kịch bản, nhưng ông ấy cũng khó tránh được tội danh. Ông lão đã nhận tội rồi mà sao anh lại buồn như vậy? Nếu ông ấy không tự thú thì anh trong vai người công nhân kiến trúc đáng thương sẽ bị oan uổng. Dù ông ấy đã nhận tội, nhưng trong lòng tôi lại không nhẹ nhõm chút nào. Trước đây chúng ta đều lợi dụng tâm lý tham lam, báo thù và sợ hãi để bắt tội phạm, nhưng lần này là lợi dụng vào sự lương thiện và lòng trắc ẩn của người ta. Ông ấy là một người tốt. Giá như... Ngày tái ngộ. Chuyện xảy ra ở một bang miền núi nước Mỹ. Đã nhiều năm về trước, rừng rú còn hoang sơ. Có ai không? Giúp tôi với! Quan quá, mình thường lái xe công ty, hôm nay xe bảo trì, tưởng xe khách chạy biển, chẳng ngờ không còn một chiếc xe nào. Lại gặp đúng hôm bão rừng mù mịt, mình bị lạc thật rồi. Vừa đói vừa lạnh, đêm nay chắc sẽ phải nằm vật nằm vạ giữa núi đèo hoang này rồi. Đúng là ông trời không nỡ lấp lối con người mà. Cứu, cứu tôi với. Xe tôi hết chỗ rồi. Kể cũng khó trách lái xe, giữa đèo núi trập trùng này ai dám đổ lại chở một người không hề quen biết. Ngộ nhỡ gặp phải kẻ cướp thì sao? Đi càng lạc, thật không dám cất bước nữa. Nếu thú dữ xuất hiện thì chỉ có nước mất mạng. Chắc vừa rồi là chiếc xe cuối cùng hiếm hoi chạy qua đây. Mình không còn cơ hội về thị trấn nữa mất. Làm ơn, xin hãy dừng lại giúp tôi với. Xem ra lại bị phớt lờ rồi. Anh có việc gì vậy? Anh ơi, anh cho tôi đi nhờ một đoạn đến thị trấn. Tôi đến thu mua dược liệu chủ quan gặp gió bão nên bị lạc đường. Lên xe đi. Cảm ơn anh. Anh ăn tạm cho đỡ đói. Trời ơi, tôi sống lại rồi. Trong đây ấm áp quá. Thật sự cảm ơn anh. Nếu không gặp anh, đêm nay tôi không biết làm thế nào nữa. Đừng khách sáo, chỉ là thêm người ngồi trên xe thôi mà. Trước anh đã có 20 chiếc xe bỏ mặc tôi. Lần cứu giúp này tôi thành thật biết ơn anh. Tôi biết bộ dạng của mình lúc này nhìn như là cướp rừng. Bàn nãy vẫy tay, tôi cũng không dám hy vọng nhiều anh sẽ dừng xe. Thú thật với anh, bàn nãy trước khi anh đến có một chiếc ô tô con chạy qua, thấy tôi đã phóng nhanh càng nhanh hơn, còn như không thấy tôi. Tôi đã từng trải qua cảm giác như anh, nên tôi thật sự thấm những sự phớt lờ đấy. Anh cũng đừng trách họ.
cuộc sống giờ mà, anh cũng hiểu đấy. Một lần nữa thật sự cảm tạ anh. Anh nên cảm ơn người tốt bụng sau. Nếu không có anh ấy, cũng chẳng có tôi ngày hôm nay cho anh cảm ơn đâu. Cách đây 3 năm, tôi cũng chở hàng lên vùng đèo núi, đường xá hiểm hóc khó đi. Dọc đường, tôi bị tai nạn lật xe. Lúc đó tôi chỉ còn thoi thóp, còn tệ hơn cả anh bây giờ. Trời ơi, anh ta... Anh ta hình như đã chết rồi. Gần đây là trạm kiểm lâm, chúng ta nên gọi người có chức trách đến giải quyết. Chứ bây giờ cứu một người đã chết nên... chúng ta không tránh khỏi liên lụy, làm phúc phải tội. Sau đó có một người đàn ông lái xe đi qua, thấy cảnh thương tình, vội vàng chở tôi vào bệnh viện, rồi lặng lẽ bỏ đi. Anh biết không, bác sĩ nói nếu hôm ấy tôi đến chậm mấy phút thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi ra viện, tôi tìm ân nhân cứu mạng của mình khắp nơi, nhưng không tìm thấy. Từ đó trở đi, tôi đã nuôi một tâm nguyện. Tôi phải ca ngợi và học tập đức tính tốt đẹp của vị ân nhân đã cứu mình. Anh ấy đã giữ lại cuộc sống này cho tôi, thì tôi phải sống cho nó thật ý nghĩa. Vết chàm này... có phải anh bị tai nạn ô tô trên đèo Li An, thị trấn Quýt Thất? Lúc ấy có phải anh lái một chiếc xe hàng chở quần áo? Trời ơi, anh chính là vị ân nhân cứu mạng của tôi. Thảo nào, tôi có cảm giác hình như quen quen. Anh... Không ngờ chúng ta lại tái ngộ nhau chính tại nơi rừng già và trong hoàn cảnh như thế này. Điều này như mình chứng chân lý sống chẳng bao giờ cũ. Người tốt thì suốt đời bình yên. Mùa yêu xa. Ăn tự nhiên đi Ellie, chúng ta cũng sắp trở thành người một nhà rồi mà con. Dạ vâng ạ, con vẫn đang ăn tự nhiên mà bác. Bác nghe bà Trích bảo con đã đồng ý tham gia đợt tình nguyện 1 tháng của bệnh viện à? Dạ vâng ạ. Đội y bác sĩ bọn con sẽ đến các tỉnh biên giới phía Bắc để khám chữa bệnh miễn phí đó bác. Con và bà Trích đang chuẩn bị giữa năm nay là cưới rồi. Sao con lại đồng ý đi xa xôi thế làm gì? Lại còn là vùng giáp biên giới nữa chứ, nguy hiểm lắm con. Mẹ à, mẹ đừng có lo. Ellie đi theo chính sách của bệnh viện và chính phủ. Cả chục bác sĩ y tá chuyên môn cao đi với nhau. Không phải ai cũng đủ tiêu chuẩn đi đâu ạ. Nhanh lên. Hôm nay nhiều bệnh nhân đến quá. Anh có thấy kỳ lạ không? Mấy ngày nay, vùng này toàn thấy bệnh nhân mắc cúm, cảm lạnh. Mùa này nắng nóng, đâu phải cao điểm của cúm mùa đâu ta. Thuốc chúng ta dùng cho bệnh nhân cũng không khiến tình trạng bệnh nhân thuyên giảm. Bác sĩ Tony à, lại thêm rất nhiều bệnh nhân có biểu hiện như bị cảm cúm đến đây. Trạm xá của chúng ta quá tải rồi. Tôi với cô cứ tiếp nhận bệnh nhân đã, sau đó sẽ sắp xếp sau. Hai người dừng lại. Bệnh viện Trung ương cấp báo cho chúng ta, đang có một loại virus lạ vô cùng nguy hiểm, bùng phát ở các khu vực giáp biên giới. Biểu hiện bệnh mà virus này gây ra cần giống cúm mùa và lây lan qua đường hô hấp. Trời ơi. Tất cả các y bác sĩ ở đây và những người có tiếp xúc với các ca bệnh đều đã bị cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Hiện tại loại virus mới này đang bùng phát mạnh mẽ ở nhiều quốc gia. Nhiều nước đã ghi nhận nhiều ca tử vong, trong khi vẫn chưa có thuốc đặc hiệu để điều trị. Mẹ bảo rồi có sai đâu. Cưới sinh đến nơi rồi mà còn tham gia mấy cái tình nguyện đó làm gì không biết nữa. Đó, giờ con bé đang ở tâm dịch, không nhiễm bệnh mới lạ. Thế thì còn cưới sinh cái gì nữa? Mẹ à, mẹ đừng có nói gỡ. Con đang lo cho cô ấy phát điên lên đây. Tình hình mấy ngày nay vẫn ổn chứ em? Hiện tại thì bệnh nhân quá nhiều, bọn em vẫn phải thăm khám, lấy mẫu xét nghiệm cho bệnh nhân nghi nhiễm mỗi ngày đó anh. Không được, như vậy quá nguy hiểm với em. Nhưng mà bệnh nhân còn bọn em anh à, anh đừng quá lo lắng nha. Ellie, cô sao vậy? Tỉnh dậy đi Ellie. Gì chứ, anh nói Ellie có những biểu hiện như các bệnh nhân nhiễm virus ư?
các anh có chắc chắn không? Biểu hiện bệnh thì khá giống với các bệnh nhân nhiễm virus, nhưng hiện tại chúng ta phải chờ kết quả xét nghiệm rồi mới có thể kết luận được. Con ơi là con ơi, trước đó con bé từng tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm virus, thế thì chắc chắn là bị lây nhiễm rồi còn cái gì. Virus này chưa có thuốc đặc trị, nhưng trên thế giới đã có rất nhiều ca đã chữa khỏi nhờ sức đề kháng của người bệnh thôi. Chúng ta phải lạc quan để còn động viên cho quay thêm sức mạnh vượt qua căn bệnh này. Tôi hiểu rồi, mong các anh ở đấy hãy giúp tôi chăm sóc thật tốt cho cô ấy. Và rồi nhiều ngày trôi qua, tình hình của Ellie cũng như nhiều bệnh nhân khác vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Điều này càng khiến tinh thần Ellie trở nên bi quan. Ellie à, em mệt cũng cố dậy ăn đi. Bà Trích gọi điện cho em nè. Hôm nay đỡ mệt hơn chưa em? Hôm nay em xem tin tức, thấy lại có thêm ca tử vong. Nếu kết quả xét nghiệm đúng là em bị nhiễm virus thì sao anh? Không sao đâu em, đừng có lo quá. Em sợ lắm. Nếu em mắc bệnh, nếu như em chết thì... Ellie à, em nghe anh nói đi Ellie. Em quên rồi sao? Chúng ta đã chuẩn bị mọi thứ cho hôn lễ, chỉ vài tháng nữa là chúng ta sẽ kết hôn. Sao em có thể bi quan như thế? Em phải nhanh khỏe để còn kết hôn cùng anh chứ. Em đừng bỏ cuộc. Em sợ sẽ có ngày đó không anh? Hả? Cái gì? Con muốn kết hôn với Ellie ngay lúc này qua cuộc gọi video à? Con bị điên rồi sao? Mẹ à, mẹ nghe con nói đi mẹ. Con có biết dịch bệnh này nguy hiểm thế nào hay không? Con bé chắc chắn là nhiễm virus rồi. Lỡ con bé nó chết thì sao? Con sẽ thành quá vợ à? Mẹ à, cô ấy sẽ không chết đâu. Vẫn chưa có kết quả xét nghiệm, vẫn chưa thể khẳng định Ellie bị nhiễm virus được. Hoặc nếu trường hợp ấy xảy ra, con tin các y bác sĩ ở đó sẽ cứu chữa được cho cô ấy. Chúng ta phải lạc quan thì Ellie mới lạc quan lên được mẹ à. Con đừng có quên, ở đó là trung tâm dịch đó. Lỡ như... Ellie của con cũng không quên, nhưng cô ấy vẫn hết mình chiến đấu cùng đồng nghiệp, thì làm sao đến lúc cô ấy gục ngã con lại bỏ cô ấy được à? Mẹ biết con và Ellie đã bên nhau nhiều năm như vậy rồi. Dù có chuyện gì xảy ra, con cũng sẽ lấy cô ấy làm vợ. Nếu không, con sẽ hối hận cả đời mẹ à. Ừ, thôi mẹ hiểu rồi. Nếu chuyện kết hôn này có thể khiến Ellie lạc quan mà chống chọi lại với bệnh tật thì con hãy làm đi. Mẹ chỉ mong mà mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Chúng ta đã chuẩn bị mọi thứ như cậu Patrick muốn. Hy vọng điều này sẽ khiến Ellie nhanh chóng lấy lại tinh thần. Vậy chúng ta bắt đầu thôi bác sĩ. Ờ, mọi người dẫn tôi đến đây làm gì? Hả? Lễ cưới của Ellie và Patrick ư? Cái gì thế này? Chắc em sẽ hơi bất ngờ. Anh xin lỗi trước nha, vì chưa thể cho em buổi kết hôn long trọng hơn. Nhưng anh nghĩ sẽ không có ngày nào thích hợp hơn ngày hôm nay để chúng ta tổ chức hôn lễ đâu em. Ờ, anh làm cái gì vậy? Anh điên rồi à? Nếu em thật sự đã nhiễm bệnh, nếu em sẽ chết thì sao? Đến lúc đó thì anh sẽ thế nào? Nếu em lo cho anh đến vậy thì hãy cố gắng để khỏi bệnh và trở về với anh đi. Bởi vì dù có thế nào thì từ hôm nay em sẽ mãi là vợ của anh. Em phải có trách nhiệm với chồng của mình đó. Sao anh lại ngốc như thế hả? Em đồng ý làm vợ anh nha, Ellie. Trước cha mẹ hai bên, trước cha xứ, xin em, Ellie, đồng ý làm vợ anh nha. Em đồng ý. Anh yêu em, vợ ơi. Yeah. Tuyệt quá, tuyệt. Tuyệt ơi. Mọi người ơi, có kết quả xét nghiệm rồi. Kết quả thế nào rồi? Kết quả của Ellie thế nào rồi? Tất cả chúng ta, kể cả Ellie, đều không bị nhiễm virus. Tuyệt quá rồi. Thật là hai tin vui lại cùng một ngày. Vậy là Ellie không sao rồi. Sau khi được xét nghiệm không bị nhiễm virus, Ellie cùng các y bác sĩ được trở về nhà. Hóa ra Ellie bị cảm cúm nặng sau thời gian làm việc quá sức ở vùng biên giới. Nhưng chính sự nhầm lẫn ấy đã đem đến một hôn lễ có 102 đầy xúc động. Con trai kẻ tù tội. Thank you.
chết rồi. Một tuần đã trôi qua, cảnh sát vẫn chưa tìm ra danh tính của tài xế đi xe trên quốc lộ 17 gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn. Cảnh sát cho biết đó là một đoạn đường vắng, không có camera an ninh. Thời gian xảy ra vụ tai nạn lại vào đêm tối nên rất khó tìm ra thủ phạm là ai. Xin chào anh. Anh là Jack Parkinson đúng không? Đúng vậy. Các anh có chuyện gì không? Có nhân chứng tố giác anh lái xe gây tai nạn bỏ trốn. Anh bị bắt giữ khẩn cấp. Không thể được. Lúc đó cháu đang khó ngủ nên ra ban công hóng gió. Chính mắt cháu đã thấy chiếc xe của anh kia đâm vào bà cụ đi ngang qua đường. Lúc đó quá bất ngờ, cháu sợ quá. Khi chiếc xe bỏ trốn, cháu đã cố nhớ biển số xe. Cô bé này chính là người đầu tiên gọi cứu thương. Và chúng tôi đã làm các giám định với chiếc xe của bị cáo. Mỗi bằng chứng hoàn toàn trùng khớp với lời khai của người làm chứng. Người làm chứng, cháu có thể một lần nữa khẳng định bị cáo ngồi kia có phải là người tối hôm đó gây tai nạn không? Bia, em đừng sợ gì hết. Em chỉ cần nói ra sự thật thôi. Dạ, đúng mà. Chính là anh ta. Con bé kia, mày nói gì? Im miệng ngay. Nè nè, cậu làm gì thế? Hành động của cậu chẳng khác nào là đang thừa nhận tất cả đâu. Con bé kia, tao thề là nếu tao phải ngồi tù thì tao sẽ không tha cho mày đâu. Mày nhớ chưa? Không sao đâu Bia, có cảnh sát ở đây sẽ không ai làm hại em được đâu. Cuối cùng hắn phải nhận mức án cao nhất là 5 năm tù cho tội ác của mình. Ba giờ thì em yên tâm rồi nha Mia. Sao con lại đến đây? Con nhớ ba lắm. Ba không nhớ Will hả? Thằng bé cứ đòi đến đây, tôi thấy tội nó quá nên không kìm lòng được. Kể từ đây nhờ các cô ở nhà tình thương chăm sóc Will nha. Không, con ở với ba cơ. Quyên có nghe lời ba không? Ba sẽ về sớm với con thôi. Con phải nghe lời các cô, con nhớ chưa? Dạ vâng, ba sẽ về với con nha. Năm năm sau. Các cô nói cái gì? Jack à, anh bình tĩnh lại đi. Chúng tôi đã không thể báo sớm cho anh biết. Chúng tôi sợ anh sẽ bị sốc. Tôi hỏi lại cô một lần nữa, Will của tôi đang ở đâu? Chúng tôi thành thật xin lỗi, nhưng đó là tai nạn ngoài ý muốn. Will đang ở vỉa hè chơi với các bạn. Một tài xế say rượu bất cẩn đã tông phải thằng bé. Là tai nạn giao thông ư? Tôi hiểu anh đau khổ như thế nào. Mất thằng bé một tháng nay, tôi cũng cảm thấy như địa ngục vậy. Nếu chúng tôi cẩn thận hơn, nếu ngày hôm đó... Will à, ba xin lỗi. Mấy đứa ơi, chị đến rồi nè. À, chị Mia. Chị có mang quà kẹo đến cho bọn em không? Người làm chứng, cháu có thể một lần nữa khẳng định bị cáo ngồi kia có phải là người tối hôm đó gây tai nạn không? Bia, em đừng sợ gì hết. Em chỉ cần nói ra sự thật thôi. Dạ, đúng mà. Chính là anh ta. Nếu không có con bé đó thì mình sẽ không phải đi tù. Nếu không phải vì nó thì mình sẽ ở bên cạnh Will, và sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra với thằng bé hết. Con bé kia, mày phải đền mạng cho con trai của tao. Bán cho cháu 2 đô bánh donut nha. Hình như phải cả tháng rồi mới thấy cháu qua đây mua bánh đó ha. Em trai cháu không còn thích ăn bánh donut cô làm nữa hả? Dạ không, thằng bé vẫn thích bánh của cô nhất đó ạ. Chỉ là thằng bé đang đi chơi xa thôi cô ạ. À.
được lắm. Cơ hội của mình đây rồi. Sao con lại đến đây? Con nhớ bà lắm. Bà không nhớ Quyêu hả? Thằng bé cứ đòi đến đây, tôi thấy tội nó quá nên không kìm lòng được. Kể từ đây nhờ các cô ở nhà tình thương chăm sóc Quyêu nha. Không, con ở với ba cơ. Quyêu có nghe lời ba không? Bà sẽ về sớm với con thôi. Con phải nghe lời các cô, con nhớ chưa? Dạ vâng, ba sớm về với con nha. Quyêu, ba sẽ trả thù cho con, sau đó ba cũng sẽ đi theo con. Bức ảnh đó là Will mà. Sao cô lại có ảnh của thằng bé chứ? Là cô đã ở bên Will suốt những năm qua ư? Anh đã trở về rồi đó ư? Tôi đang hỏi tại sao cô lại ở bên thằng bé cơ mà. Cô có ý đồ gì? Là cô thấy tội lỗi phải không? Vì cô mà nó phải xa ba nó, phải ở một nơi xa lạ. Nếu không phải tại cô thì tôi đã không phải đi tù. Thằng bé cũng không bao giờ gặp tai nạn mà chết, đúng vậy không? Anh nhầm rồi. Đúng là sau khi anh đi tù thì tôi đã tìm đến nhà tình thương để gặp thằng bé. Nhưng không phải vì tôi thấy tội lỗi. Tôi chẳng có lỗi gì với anh cả, mà là tôi quý mến thằng bé. Anh phải chịu hình phạt cho tội lỗi của anh. Nhưng còn Will, thằng bé chẳng có tội lỗi gì. Tôi thương thằng bé bơ vơ nên đã đến làm bạn với nó. Chúng tôi đã cùng nhau vui đùa, cùng nhau đón sinh nhật, cùng nhau ăn bánh donut, món mà thằng bé rất yêu thích, cùng nhau nói về ước mơ mong sau này. Chuyện xảy ra với thằng bé khiến tôi đau đớn đến không thở được. Mới ngày nào chúng tôi còn vui đùa bên nhau, thằng bé đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Thằng bé nó cười rất tươi. Chuyện mà người cha tồi tệ này không thể làm cho thằng bé suốt 5 năm qua, đó chính là tình thương. May mà có cô. Tôi đã sai rồi. Nếu tôi không đi xe bất cẩn, nếu tôi không bỏ trốn, tôi đã có thể ra tù sớm hơn và ở bên cạnh con mình, bù đắp cho Will suốt thời gian qua. Tôi đúng là một người cha tồi tệ. Dù anh có là người như thế nào thì trong mắt Will, qua những câu chuyện thằng bé kể cho tôi nghe, anh vẫn là một người cha mà thằng bé vô cùng tự hào và yêu quý. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô đã ở bên cạnh Will suốt thời gian qua. Nhờ có cô mà chắc hẳn thằng bé cũng đã có những khoảng thời gian hạnh phúc trước khi ra đi.